Ờ đúng rồi, đem sổ theo, quên lúc nãy anh quên nói em. Đây chú có làm cái nhà vườn nè. Đó thì cô chú anh chị nếu mà muốn mua lại cái vuông tôm này á, là bây giờ chúng ta là nuôi tôm nè, nuôi cua nè, làm nhà yến được không chú? Được, được, được. Làm nhà yến. Nhà yến được. Rồi trồng cây ăn trái rồi được không? Được luôn. Được luôn hả? Được. Dạ. Em ơi, Nhiên ơi. Dạ. Bây giờ gia đình mình bán là giá sao em? Dạ. Giá 1 công 120 triệu một công. 120 triệu một công. Dạ. Kênh Nhà Đất Việt Nam xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại Tấn đang có mặt ở thành phố biển Hà Tiên. Ngày hôm nay Tấn tới đây là sẽ quay cho cô chú anh chị coi một khu đất vuông tôm rộng 11 công rưỡi. Đất vuông tôm tức là đất nuôi tôm, nuôi cua đó cô chú anh chị. Nhưng mà đất này là thuộc thành phố Hà Tiên luôn. Địa chỉ là khu phố 5, phường Đông Hầu, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Thì từ ngay trung tâm thành phố Hà Tiên, chỗ Tấn đang đứng nè, là chúng ta có hai cái đường để đi vô vuông tôm này. Đường thứ nhất là đi bằng đò. Từ đây chúng ta đi đò 10 phút là sẽ tới vuông tôm. Cái đường thứ hai là cái đường nhà nước đang làm, đang lên nhựa luôn, là cách cái vuông tôm á có 200 mét thôi. Từ thành phố biển Hà Tiên, từ cửa khẩu Hà Tiên là có thể đi tới vuông tôm đó được, là đường bộ và đường đò nha. Thì cái sông này nè cô chú anh chị là sông Giang Thạnh. Cái vuông tôm á là cách sông Giang Thạnh này có 200 mét thôi. Có cái dòng kênh rộng tới 11 mét rưỡi là dẫn vô tới cái bờ của vuông tôm á, cho nên là đi đò vô tới vuông tôm được luôn. Cây cầu ở ngay phía sau lưng Tấn là cầu Tô Châu. Phía ngoài kia cầu Tô Châu chính là biển Hà Tiên, Vịnh Thái Lan đó cô chú anh chị. Đó thì bây giờ cái vuông tôm này rộng tới là 11 công rưỡi nha. Tức là hơn một mẫu mốt đó cô chú anh chị. Ở đây người ta gọi là công chứ không có gọi là mẫu ha. Là 11 công rưỡi này bây giờ chú Bình bán với giá là 120 triệu một công. Đó, mình lấy 120 mình nhân 11 rưỡi thì nó sẽ ra giá bán toàn bộ là 1 tỷ 380 triệu. Ở đây đó cô chú anh chị, cái vuông tôm á là chúng ta có thể nuôi cua, nuôi tôm hoặc là trồng cây ăn trái xung quanh cái bờ ha. Rồi một cái nữa là cô chú anh chị có thể làm nhà vườn, làm nhà yến. Rồi người dân ở đây đó cô chú anh chị là người ta rất khoái khi mà đất vuông tôm của mình nằm trong cái diện là mở khu du lịch sinh thái. Cô chú anh chị biết làm sao không? Chúng ta thì có cái tâm lý là sợ nằm trong quy hoạch đúng không? Nhưng mà người dân ở đây là không sợ nha, mà còn mừng nữa cô chú anh chị. Tại vì bây giờ á, chú Bình bán là 120 triệu một công đúng không? Nhưng mà nếu mà vô cái khu quy hoạch của khu du lịch á, thì người ta đền bù là tới mấy trăm triệu một công lận. Cho nên á, nếu may mắn vài năm nữa nằm trong cái diện mở khu du lịch sinh thái là sẽ ngon nha cô chú anh chị. Lúc đó là phát lên ha. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, hiện tại kênh Nhà Đất Việt Nam đang có mặt ở khu phố 5, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Và bây giờ Tấn sẽ quay một cái vuông tôm rộng hơn 11 công đất nha cô chú anh chị. Rất là bự luôn nha. Đây ngày hôm nay là có chú chủ vuông tôm, rồi con gái của chú, rồi cháu ngoại. Đó là sẽ cùng với Tấn quay review cho cô chú anh chị và các bạn gần xa xem cái vuông tôm này ha. Thì bây giờ mình quyết định bán hả chú? Rồi, đúng rồi. Dạ, chú đang cầm là tờ sổ đỏ, đứng tên chú luôn. Đó, sổ đỏ chính chủ không qua trung gian. Đây, thì ngay chỗ này có cái cống là để mình lấy nước vô hả chú? Rồi, cái cống này lấy nước hả? Dạ. Ở ngoài đây là mình gọi là dòng rạch hay dòng kênh? Kênh hay kinh. Cái kênh, cái kênh bên đây con coi trên sổ là 11 mét rưỡi phải không? Rồi cái sông ở ngoài là sông Giang Thành hả chú? Ở trong đó sông Giang Thành. Trong dạ. Cả trăm mét rồi. À, lúc nãy Tấn đi tới đây á là đi đò nha cô chú anh chị. Từ thành phố Hà Tiên đi tới chỗ này á là khoảng 7 cây số, đi đò thì khoảng 10 phút nha. Đó và cách chỗ này khoảng chừng 200 mét thôi. Có cái đường nhà nước đang làm nha cô chú anh chị. Là khi làm xong hoàn thiện á là chúng ta sẽ chạy xe. Cách chỗ này có 200 mét à. Cái đường bự luôn nha, đang lên nhựa luôn nha. Xe vô tới chỗ mà đò cũng chạy được, vô tới chỗ luôn. Dạ, đò thì vô tới chỗ luôn. Xe chạy vô tới chỗ luôn. Dạ. Đây chú có làm cái nhà vườn nè. Đó thì cô chú anh chị nếu mà muốn mua lại cái vuông tôm này á, là bây giờ chúng ta là nuôi tôm nè, nuôi cua nè,
Làm nhà yến được không chú? Được. Làm nhà yến? Nhà yến được. Rồi trồng cây ăn trái rồi được không? Được luôn. Được luôn hả? Được. Dạ. Em ơi, Nhiên ơi. Dạ. Bây giờ gia đình mình bán là giá sao em? Dạ, giá 120 triệu một công. 120 triệu một công. Dạ. Rồi như vậy giá bán toàn bộ là 1 tỷ 380 triệu. Dạ đúng rồi anh. À, 1 tỷ 380 còn thương lượng ha. Dạ dạ. Rồi. Vị trí Google Map á thì Tấn ghim đường link để trong phần mô tả nha. Bây giờ chú với lại em Nhiên dẫn mình đi vòng vòng. Dạ. Quay cái vuông tôm này cho cô chú anh chị coi nha. Dạ. Rồi, rồi đây là trụ đá, là trụ đá này là ngay cái ranh. Dạ, cái ranh đất. À, cái ranh đất. Là xung quanh mình có cắm trụ như vậy. Dạ, xung quanh là có cắm trụ bốn góc hết. Dạ. Rồi xung quanh cái vuông á là có cái đường bờ rất là bự, chúng ta đi xung quanh cái vuông được luôn. Rồi. Dạ. Được hết. Cái vuông này hiện tại là chú có nuôi tôm nuôi cua gì không? Có, cũng đang nuôi. Đang nuôi luôn. Đây còn cái vuông bên đây á là của hàng xóm nha. Ờ, nhìn cảnh rất là đẹp luôn. Ở đây có mấy ngọn núi nè cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị nhìn ra cái hướng tay Tấn chỉ nè. Để zoom lên cho cô chú anh chị coi ha, cách khoảng chừng 200 mét thôi. Đây. Khu du lịch Đá Dựng hả? Là trong khu núi đó đúng không? Dạ đúng rồi. Nó dựng thạch động thạch xanh gì đó. À. Thạch động đúng không? Dạ đúng rồi. Thạch động Hà Tiên. Rồi đây ngay chỗ vị trí Tấn chỉ nè cô chú anh chị là đang làm cái đường lên nhựa. Có xây một cây cầu. Đó là cách cái vuông tôm của chú á là có 200 mét thôi. Làm cũng sắp xong rồi nha cô chú anh chị. Mai mốt là từ thành phố Hà Tiên á chúng ta chạy xe theo cái đường nhựa đó vô tới đây. Đó, chúng ta có thể là đi đường đó hoặc là đi đò nha. Đi đò thì từ thành phố Hà Tiên đi tới đây á, là có 10 phút thôi. Đi từ từ thôi chú ơi. Đây, cô chú anh chị coi nè. Đó thì hơn 11 công là bao gồm cái vuông, rồi đường bờ ranh giới xung quanh nha. Có cái nhà nhỏ nhỏ nè cô chú anh chị. Cái vuông này nó sâu không chú? Nó sâu cỡ nhiêu mét? Cái múc chỉ có 7 tấc à. À 7 tấc. 7 tấc bề ngang 5 mét. Vậy là nó cạn cạn nó lòi đất lên đó phải không? Cái đó cái mặt láng, từ cái mặt láng đó đó xuống dưới cái đường mình múc xanh quanh đó. Dạ. Là cỡ 7 tấc. Dạ. Mà bề ngang thì 4 mét hoặc 5 mét. À. Cái này thì 5 mét. Dạ. Bề ngang. Đây kìa. Cây này là cây gì chú? Đước. Cây đước. Đước. Có thể cất nhà được. À mình dùng gỗ nó cất nhà hả? Dạ đúng rồi. Đước. Nó tốt quá ha. Bởi vậy mình có thể trồng cây ăn trái rồi kia này kia nó cũng tốt luôn. Chú cho con mượn tờ sổ coi coi cái diện tích. Thì bây giờ mình sẽ nói những cái chiều ngang, chiều dài nha cô chú anh chị. Cái bờ mình đang đi nè. Đó, bờ đang đi thì cái bờ này á là 92 mét rưỡi nha. Cái bờ này 92 mét rưỡi. Còn cái bờ phía bên có căn nhà đó. Căn nhà nãy giờ mình quay đó. Thì cái bờ bên đó là tới 137 mét. Kế bên căn nhà là con mương rộng tới 11 mét rưỡi nha. Đây bờ mình đang đi á, là 92 mét rưỡi nè. Cái đường bờ thì nó rộng như thế này nha cô chú anh chị. Đây cái vuông tôm ha. Thì bây giờ gia đình em Nhiên bán là 120 triệu một công. Giá bán toàn bộ là 1 tỷ 380 triệu. Còn thương lượng nha. Ở phía bên kia có mấy cây đước nhìn rất là đẹp luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi vòng xung quanh cái vuông. Ở bên đây có cắm trụ không chú? Đây chú dẫn lại ngay cái trụ luôn ha. À, cái cây đước nè, cái rễ đước là như thế này nha. Đó, rễ đước nè. Từ ngoài đấy đó vô đây là hồi nãy nhiêu? À, 92 mét rưỡi. Đó, từ cây trụ lúc nãy dài vô tới đây 92 mét rưỡi nè. Còn đi từ đây dài vô đó. Dạ. Đó, còn những cái núi đó cô chú anh chị nhìn rất là đẹp luôn ha. Thạch động Hà Tiên đó, động thạch xanh đó.
cái chỗ mà ngày xưa đóng phim Đất Phương Nam á. Đây còn cái vuông bên đây là của hàng xóm, cái nhà đằng đó là của cái vuông bên đây luôn, là hàng xóm bên đây ha. Đó, còn cái nhà của chú là nhà đó đó. Nhà chú đang ở thì cách chỗ này khoảng chừng 5 phút đi đò thôi. Ở đây là thuộc khu phố 5, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên. Đó, đất thuộc thành phố luôn nha cô chú anh chị. Thì đất này á, tổng diện tích là 11.581 m², đất nuôi trồng thủy sản nha, đất nuôi trồng thủy sản. Đó, cũng như cái đường bờ bự vậy nè, cô chú anh chị có thể là trồng cây xài, cây dừa, bưởi chôm chôm đồ được không ta? Trồng lòng mứt, mặn. Mặn, à. Trồng gì trồng à? Muốn trồng gì trồng phải không? Đó, cái đường bờ vậy nè, cái đường bờ vậy là chung giữa hai người hàng xóm giáp ranh nhau nha. Đó, cũng như mình trồng phía bên cái vuông của mình, trồng dừa, trồng mặn, trồng xài rồi đó. Ở nay mùa nước nổi nhưng mà ở trong đây nó không có ngập gì hết hả chú? À, trong đây là nó không có ảnh hưởng ha. Dạ. Đây cái cạnh nãy giờ mình đang đi nha, cạnh đang đi nè. Thì cái cạnh này nó dài là 127 m. Đó, cạnh này là 127 m nha. Cái nhà lá này là của chủ cái vuông bên đây. Đây bây giờ chú chỉ cái ranh giới bên đây luôn ha. Nó tới khoảng đâu chú? Tới khoảng này nè. À. Cái mương này ở trên sổ đỏ ghi là mương 8 m nè. À, vậy là nói chung là cái bờ của mình là bên đó. Của mình nè, còn cái mương này nè, lại thấy cái mương này nè. Dạ. Đó cái mương đó là mương công cộng đó. À. Cái mương này là nó ra cái mương bự 11 m rưỡi lúc nãy. À, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, mương này là mương chung. Mương nhà nước hả chú? Mương nhà nước đây. Mương chung. À. Mương chung chứ không có mương công cộng á. Dạ. Là người dân ở đây sử dụng chung á. À, sử dụng chung. Dạ, chứ không phải là của riêng ai hết. Còn từ mấy mương mà lên mấy bờ là của mình. Dạ. Mấy mương đó lên mấy bờ là của dạ. Mình. Cái mương đó là công cộng. Đúng rồi, cái bờ bên đây là của chú nè. Rồi, đúng rồi. Để mình coi cái đường bờ bên đây là nó dài bao nhiêu nha. Tại vì giờ cây nó mọc nhiều quá, không có đi được ha. Trong đó nó có đó. Dạ. Thì giờ coi trên sổ đỏ nè, coi bờ này nó dài nhiêu nè. 82 m 86. Cái bờ bên đây là 82 m 86 nha. Còn cái mương này là rộng 8 m. Tấn sẽ ghim cái vị trí định vị á cho cô chú anh chị xem luôn nha. Đây cái đường bờ bên đây có hàng cây đước nó ra rễ rất là đẹp luôn. Ở đây là mình nuôi tôm gì được chú? Sú. Nuôi tôm sú. Tôm sú. À. Với cua. Cua biển hả? Dạ, dạ. Tôm sú, tôm thẻ hả? À, tôm sú, tôm thẻ. Nuôi cua Cà Mau được không? Được cái chân á. Được luôn. Dạ. Mà mình nuôi mình lấy giống Hà Tiên không à? Dạ. Ồ cái này là nước ngọt mà sao mình gọi là nuôi cua biển chú? Cái mùa này nước ngọt cũng như tháng 8 đó, từ tháng 8 tới mùa này mình nuôi vẫn được bình thường, mình giữ nước lại không cho giữ nước lại vô. nước ngọt nó đâu vô. À. Cái hớp đó là nước mặn chắc á. Ồ vậy hả? Ừ. Vậy là nó có mùa là nước ngọt, có mùa là nước mặn luôn hả? Nước ngọt trong vuông vẫn nuôi được luôn. À. Bởi vì nó quen theo môi trường rồi đó. Dạ. Nó quen cũng như cái nước mưa á. Dạ. Ngọt chứ nó cũng còn cũng 9-10 phần ngàn á. Dạ. À, vậy là tóm lại thì nãy giờ mình đi vô á là đi bằng đò, nhưng mà
cách có 200 mét thôi là nhà nước đang lên nhựa cái đường đó, đang xây cầu đó. Rồi mai mốt ta làm cái đường đó xong xe chạy á chú, thì có cái đường nào để đi vô tới Dung mình luôn không? Xe cũng như xe máy đó, đi đường nào vô? Đi, mình muốn đi thì mình đi đường đó ra đó đó. Rồi đường đó mình bọc vô. À, mình đi cái bờ phía bên đó hả? Cái bờ bên đó. Là chạy xe máy vô được? Vô được luôn. À, là từ ngoài đường nhựa, đó cái đường nhựa ngoài đó đó, là chạy xe máy vô đây. Còn ô tô thì đậu ở ngoài đường nhựa rồi đi bộ vô. Được, dạ, có 200 mét là đi bộ không sao. Ô tô đậu ngoài đó. Dạ. Đổ nhựa tới đó. Dạ. Cái đường đó đó là nó đi về thành phố Hà Tiên luôn, đi ra cửa khẩu Hà Tiên luôn cô chú anh chị. Từ thành phố Hà Tiên đi đò vô đây á là khoảng 10 phút nha, tức là khoảng 7 cây số á. Thì cái vuông tôm này nè cô chú anh chị là có thể nuôi tôm, nuôi cua. Đó, rồi những cái đường bờ xung quanh nè, chúng ta trồng cây ăn trái ha. Trồng nhiều loại cây ăn trái cũng được luôn. Rồi xung quanh khu vực vuông tôm nhà của em Nhiên thì có những cái khu du lịch nha cô chú anh chị. Ở phía ngoài á, là có khu du lịch Lâm Cường nha. Đó, còn phía bên đây nè là khu du lịch Thạch Động. Rồi đá dựng hả em? Dạ, đá dựng 12 hang. Đá dựng 12 hang. Rồi đi ra biển được luôn, với lại phường Đông Hồ này kia. À, đi ra biển Hà Tiên, rồi khu du lịch phường Đông Hồ. Dạ. Nói chung là cái vuông tôm này là thuộc thành phố Hà Tiên luôn. Thành phố Hà Tiên là thành phố du lịch biển nha cô chú anh chị. Biển sinh thái. À, biển Hà Tiên đó. Nổi tiếng nha. Bây giờ Kiên Giang là có tới 3 thành phố luôn cô chú anh chị ơi. Thành phố Rạch Giá nè, thành phố Hà Tiên và thành phố Phú Quốc. Đó, Phú Quốc là cũng thuộc Kiên Giang luôn nha. Ở ngoài thành phố Hà Tiên á, là có cái bến tàu đi ra Phú Quốc nha cô chú anh chị. Đó, cảnh ở đây rất là đẹp nha. Ở đây cô chú anh chị có thể là làm nhà vườn, là vừa làm căn nhà nhỏ nhỏ nè, mát mẻ nè, trồng cây ăn trái xung quanh cái bờ nè, rồi nuôi tôm nuôi cua. Đó, rất là đẹp ha. 11 công rưỡi tức là một mẫu mốt đó cô chú anh chị. À, làm nhà yến cũng được. Ở Tây Ninh á thì 10 công là một mẫu đó, nhưng mà chú nói là đất vuông tôm ở đây á, người ta gọi là công không à, chứ không có tính mẫu. Quay cái nhà luôn cho cô chú anh chị coi ha. Thì cái nhà này á là cắt cũng lâu rồi cô chú anh chị ơi. Lá đồ này kia nó mục rồi ha. Dạ. Thế này cô chú anh chị mua muốn kiên cố thì chúng ta làm cái nhà mới. Chú lấy giùm con cái cây đó luôn ha. Đây cái nhà này nè. Chú cắt cũng lâu rồi. Đó, ở phía trước cái nhà là cái mương, cái kênh 11 mét rưỡi nha. Xung quanh những cái kênh này là dừa nước nè cô chú anh chị. Đó, nhìn cảnh rất là đẹp luôn. Ngày xưa phim Đất Phương Nam á là bối cảnh phim là ở Kiên Giang này nha. Đó, cảnh rất là đẹp. Đây cô chú anh chị và các bạn xem, thì cái vuông tôm này á bây giờ là tờ sổ đỏ luôn nha cô chú anh chị. Đó, sổ đỏ là cái sổ từ ngày xưa tới giờ luôn nha, rất giá trị luôn á. Bây giờ ra sổ mới toàn là sổ hồng không à, còn này là sổ đỏ nè. Rồi bây giờ Tấn sẽ quay thông tin bên trong cho cô chú anh chị coi nha. Đây là bên trong tờ sổ đỏ nè cô chú anh chị. Sổ đứng tên chú Bình luôn nha. Chính chủ bán, không có qua môi giới trung gian gì hết á. Rồi trong sổ đỏ này cũng có đầy đủ thông tin nè, sơ đồ, địa chỉ, diện tích và loại đất. Bây giờ Tấn quay cận cảnh sơ đồ ha. Đây thì cô chú anh chị thấy á là có hai cái dòng kênh. Một dòng kênh á là hướng đông rộng 11 mét rưỡi, một dòng kênh hướng bắc rộng 8 mét. Cái đường bờ mà giáp cái kênh 11 mét rưỡi á là dài tới 137 mét. Còn cái bờ phía nam kìa cô chú anh chị, bờ phía nam á là 92 mét rưỡi.
bờ phía tây là 127,87, còn cái bờ phía bắc giáp cái mương 8m á, cái bờ phía bắc là 82m86. Toàn bộ là đất nuôi trồng thủy sản nha. Tổng diện tích là 11.581,3 m². Thửa đất số 64, tờ bản đồ DH02, địa chỉ là khu phố 5, phường Đông Hồ. Ở trên sổ á là ghi thị xã Hà Tiên, thì đây là sổ đỏ lâu rồi, bây giờ cập nhật lại là thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang nha. Tổng diện tích là 11.581,3 m², đất nuôi trồng thủy sản. Bây giờ liên hệ là liên hệ gặp chú hay là liên hệ gặp Nhiên? Dạ liên hệ gặp em. À, số điện thoại của em là nhiêu? Dạ là số điện thoại của em là 0976242927. Dạ. Em đọc lại lần nữa. 0976242927. Rồi là gặp em Nhiên ha. Dạ. Đây cái dòng kênh này nè cô chú anh chị. Đó, cái kênh này nè là cái kênh 11,5 m nè. Đó, thì nãy giờ á mình đã từ ngoài thành phố Hà Tiên ngay bến đò là mình đi vô đây. Ngay bến đò du lịch Đông Hồ. Đó, mình chạy vô tới đây là khoảng 10 phút ha. Đó thì bây giờ là anh lấy đò anh sẽ quay ra nha. Quay ra cái dòng kênh 11,5 m nè là ra sông Giang Thành, thì từ đây đi ra sông á là khoảng 200m thôi cô chú anh chị. Đó, dọc theo bờ kênh thì hàng dừa nước rất là đẹp như thế này ha. Rồi bây giờ lên thôi chú ơi. Rồi chào chú. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì ngay bây giờ á Tấn sẽ quay từ ngay chợ Hà Tiên nè cô chú anh chị, ngay trung tâm của thành phố Hà Tiên ha. Từ đây đi tới cái bến đò để vô cái vuông tôm á là có mấy trăm mét thôi. Tại vì cái bến đò á là ngay trung tâm của thành phố luôn nha cô chú anh chị. Đó, từ chợ Hà Tiên thì chúng ta sẽ chạy dọc theo cái đường này, cái đường phía trước chợ nè. Chạy dọc theo sông Giang Thạnh có mấy trăm mét thôi là tới cái bến đò. Thì bến đò đó có tên là bến đò du lịch Đông Hồ. Là phường Đông Hồ đó cô chú anh chị. Đó, quay cho cô chú anh chị coi thành phố Hà Tiên ngày thường nha. Bữa nay không phải là cuối tuần nha cô chú anh chị. Tấn quay video này là thứ sáu nè. Nếu mà cuối tuần á, thứ bảy chủ nhật là khách du lịch sẽ đông nha. Tại vì đây là thành phố du lịch mà, thành phố biển mà. Có biển Hà Tiên nè, có động thạch xanh nè. Nói chung là những cái địa điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Kiên Giang. Rồi có cái bến tàu từ Hà Tiên này đi Phú Quốc. Đây bên phía tay phải là công viên bờ sông nè cô chú anh chị. Đây Hà Tiên bây giờ rất là đẹp luôn nha, rất phát triển nha cô chú anh chị ơi. Buổi tối là đi dạo dạo cái công viên này nè là đẹp lắm ha. Hoặc là đi dạo biển Hà Tiên. À, những cái dãy nhà phố nè cô chú anh chị. Đây ngay công viên trung tâm ha. Thì bên phía tay phải chính là sông Giang Thạnh nha. Đó là bây giờ Tấn dẫn lại tới bến đò nè. Là chúng ta sẽ lên đò rồi đi dọc theo cái sông Giang Thạnh đó. Đây bến đò là kế bên công viên nè cô chú anh chị. Còn cái đường nhựa cách cái vuông tôm 200m á thì nhà nước là người ta đang làm, chưa có hoàn thiện. Đó cho nên hiện tại là đi đò vô là nó sẽ tuyệt vời nhất nha cô chú anh chị. Trải nghiệm cảm giác đi đò nè, nó mát mẻ nè, sông nước nè. Đây bến tàu du lịch Đông Hồ ha. Đó thì cách chợ Hà Tiên là có mấy trăm mét thôi. À đúng rồi, đem sổ theo, quên lúc nãy anh quên nói em. Let's play it all.
cái nón quay lên nổi quá trời nổi luôn. Thank you.